một vụ đảo chính quân sự ở myanmar trở thành thách thức ngoại giao lớn đầu tiên của tổng thống biden và trung quốc chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ tôi là Chris Chappell. trước vẫn đang bí mật hủy đăng ký kênh của mọi người. Nên hãy nhớ kiểm tra xem còn đăng ký hay không nhé. Tổng thống Biden đã thể sẽ chấm dứt chính sách nước Mỹ trên hết của Trump. Ông hứa sẽ hợp tác với các đồng minh Mỹ. Và cam kết đó gặp thử thách ngay vào những ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông. Xét một khía cạnh, thật khó sơ cho Biden khi vừa có một vụ đảo chính ở Myanmar. Sớm ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 2, quân đội Myanmar đã tiếm quyền và áp đặt tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm, nói rằng đó là để đáp lại cái mà họ gọi là một vụ gian lận bầu cử. Tôi sẽ giải thích vụ đảo chính ở Myanmar có ý nghĩa gì với Biden và cụ thể là với mối quan hệ giữa ông ấy và Trung Quốc. Nhưng hãy xem qua bối cảnh trước. Vụ đảo chính này khá sốc. Khi nói bị sốc, ý tôi là hoàn toàn có thể dự đoán được. Myanmar nằm ở đây, từng được gọi là Miến Điện, và đôi khi vẫn được gọi là Miến Điện, Năm 1962, quân đội đảo chính và cai trị đất nước. Đã từng có bầu cử trong năm 1990, nhưng quân đội từ chối chuyển giao quyền lực. Năm 1989, họ bắt giữ lãnh đạo đối lập ông Sang Su Chi, chủ tịch Liên đoàn Quốc gia Đảng Dân chủ. Trong gần 20 năm sau đó, họ quản thúc bà tại gia. Năm 2011, Hội đồng quân sự cai trị đất nước được thay thế bởi một chính phủ bị Hội đồng quân sự kiểm soát. Nhưng tới năm 2015, Myanmar đã tổ chức được cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 25 năm. Đảng của ông Sang Suu Kyi chiến thắng vang dội. Tại sao quân đội lại chịu chấp nhận lần đó? Vì họ được quyền viết một bản hiến pháp mới. Và đoán xem, theo hiến pháp mới, quân đội Myanmar được kiểm soát trực tiếp ba bộ quan trọng trong chính phủ. Bộ Nội vụ, Bộ các vấn đề biên giới và Bộ Quốc phòng cùng một phần tư số ghế trong quốc hội được dành riêng cho lực lượng vũ trang. Quân đội cũng kiểm soát ngân sách và rất nhiều công ty. Có lẽ bạn thấy ông Sang-su-chi rơi vào tình huống khó xử ra sao. Đây cũng có lẽ là lý do bà ấy lại bảo vệ quân đội khi họ bị cáo buộc phạm tội diệt chủng vào năm 2019. Nhưng vậy tại sao quân đội lại thực hiện đảo chính vào lúc này nếu họ đã nắm quá nhiều quyền lực? Đó có thể là vì đảng NLD của Aung Sang Suu Kyi, thậm chí chiến thắng vang dội hơn nữa trong cuộc bầu cử hồi tháng 11. Đó là điều bẽ mặt với quân đội. Còn chưa kể khả năng nó sẽ đe dọa quyền lực của họ trong tương lai. Thế là, nếu một cuộc đảo chính quân sự từng thành công trước đấy, thì lần này có lẽ cũng sẽ thành công. Nhưng hội đồng quân sự kia không gọi đó là đảo chính. Quân đội chỉ áp đặt tình trạng khẩn cấp để hồi đáp lại các cáo buộc gian lận bầu cử các cáo buộc mà chính họ tạo ra. Và rồi, quân đội bắt giữ ông Sang Suu Kyi và một loạt những người khác. Vậy các cáo buộc gian lận bầu cử kia là gì? Chúng ta không biết. Chúng tôi chỉ biết là có rất nhiều người thiểu số ở Myanmar không được bỏ phiếu. Nhưng theo thân hữu của chương trình là anh Benedict Rogers, giải thích phù hợp cho vụ đảo chính, có lẽ không phải là vì gian lận bầu cử. Thay vào đó, nó có lẽ chỉ liên quan tới một người đàn ông tổng tư lệnh Myanmar. Ông ta muốn làm tổng thống, biết rằng sẽ phải nghỉ hưu khỏi vị trí hiện tại vào tháng 6 năm nay. Có vẻ ông ấy đã quyết định nếu không thể làm tổng thống bằng các cách hợp pháp và hiến định, thì sẽ tiến hành thâu tóm quyền lực. Vậy chuyện gì đang diễn ra lúc này? Chúng ta sắp thấy Tổng thống Biden đối đầu với Trung Quốc. Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ quảng cáo. Chào mừng trở lại. trừ phi YouTube lại chặn quảng cáo video này nữa. Trong trường hợp đó, xin hãy ủng hộ Hoa Kỳ chưa tiết lộ với chỉ từ một đô la cho mỗi tập trên trang gây quỹ Patreon. Có lẽ rất nhiều người không thực sự biết về vụ đảo chính ở Myanmar. Có thể lắm chứ, ngay cả khi là một hướng dẫn viên aerobic ở Myanmar. Với cuộc đảo chính diễn ra ngay sau lưng. Chính phủ đến rồi đi. Nhưng tập tành ra trò sẽ tốt cho cơ thể chính quyền Biden đã chỉ trích vụ việc. Vụ đảo chính chứ không phải môn aerobics. Ông ấy thích aerobics. Không thì làm sao ông ấy gầy nhóm sau khi ăn quá nhiều kem như vậy. Chính quyền Biden đã chính thức gọi vụ tiếm quyền của quân đội Myanmar là đảo chính. Cũng đã có những thảo luận về việc Mỹ có thể tái áp đặt các lệnh cấm vận đã gỡ bỏ năm 2015. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai đã đe dọa tái áp đặt cấm vận, gọi cuộc đảo chính là một hành vi công kích trực tiếp vào pháp quyền của Myanmar thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Hoa Kỳ đã gỡ bỏ cấm vận miến điện trong thập kỷ trước, dựa trên những bước tiến về dân chủ. Sự đảo ngược những bước tiến này sẽ dẫn khởi việc xem xét lại ngay lập tức các lệnh cấm vận của chúng tôi. Theo sau đó sẽ là các động thái phù hợp. Tôi tự hỏi thế nào là động thái phù hợp của Biden? Không, Joe ơi, bỏ kem xuống đi. Ông này thực sự rất thích ăn kem nhưng đấy là thách thức ngoại giao lớn đầu tiên của tổng thống biden đặc biệt là vì nó buộc ông phải đối phó với trung quốc đảng cộng sản trung quốc đã thể hiện một giọng rất khác về vụ đảo chính ở myanmar trên thực tế đảo chính nào tân hoa xã đơn giản gọi đó là tái cấu trúc nội các quy mô lớn kênh truyền thông nhà nước tôi yêu thời báo hoàn cầu nói đó là sự điều chỉnh kết cấu quyền lực đang hoạt động kém hiệu quả ở đất nước này Nói vậy, chả khác gì nói con ngựa thành Troy, chỉ là một giỏ đựng quá cực khủng. Có lẽ không ngạc nhiên khi chế độ Cộng sản độc tài Trung Quốc không có vấn đề gì với việc quân đội vùi dập dân chủ. Nhưng việc phức tạp hơn bạn nghĩ nhiều. Chế độ Trung Quốc tình cờ lại rất thân thiết với quân đội Myanmar. Trung Quốc là nước cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Myanmar, cung cấp hầu hết máy bay chiến đấu xe bọc thép, súng và tàu chiến. Chuyện thậm chí còn đi xa hơn nhiều. Liên quan tới cái gọi là sáng kiến vành đai con đường. Trên bề mặt, đó là kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trên toàn cầu của Trung Quốc. Nhưng chế độ Cộng sản Trung Quốc sử dụng nó để biến các nước khác thành đầy tớ cho họ. Myanmar nắm một vị trí không hề nhỏ trong sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Năm ngoái, Họ đã đồng ý đẩy nhanh việc triển khai hành lang kinh tế chung Myanmar, một kế hoạch cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la. Hầu hết việc xây dựng diễn ra tại bang Rakhine của Myanmar. Đây là bang nghèo nhất nước này và là nơi sinh sống của tộc người thiểu số Rohingyas. Họ chính là tộc người bị diệt chủng mà Osang Suu Kyi đã làm ngơ. Trung Quốc tán thành cuộc diệt chủng đó. Cũng hợp lý. Trung Quốc còn diệt chủng các tộc thiểu số theo đạo hồi nước họ nữa là. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không để tình bạn của họ với quân đội Myanmar cản trở việc về vãn đảng NLD mới. Tình bằng hữu đã đơm hòa không chỉ trong những cuộc trao đổi cấp cao giữa Aung San Suu Kyi và cấp lãnh đạo Trung Quốc, mà còn trong các tương tác giữa các đảng viên từ các chuyến thăm, tới các cảng container hay dự án giáo dục, kết hợp các bữa chè chén say sữa và đi mua sắm. Đảng Cộng sản Trung Quốc biết cách mở đường và con tìm mọi quan chức chính phủ nước ngoài, trẻ chén, chén say sưa và du lịch mua sắm. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lợi dụng những ngăn cách đang ngày mở rộng hơn giữa Myanmar và các nước phương tây. Tôi sẽ nói thêm ngày sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ công sức củng cố quan hệ với Myanmar sau khi các nước phương tây chỉ trích Myanmar vì diệt chủng người Rohingya theo đạo hồi. Và với vành đai con đường, Trung Quốc đã đầu tư mạnh tay vào Myanmar theo cách mà Hoa Kỳ không làm. Từ đó cho Trung Quốc nhiều quyền chi phối Myanmar hơn. Nhưng Mỹ cũng có thể hành động. Tôi đã đề cập việc chính quyền Biden đang xem xét tái áp đặt các lệnh cấm vận. Sau đây là điều các nhà phân tích châu Á tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế trụ sở tại Washington nói về việc đó. Bất chấp một thập kỷ mở cửa, các công ty Mỹ vẫn tiếp tục là tay chơi tầm trung trong nền kinh tế Myanmar. Những công ty đã đầu tư chủ yếu nhắm vào cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho thị trường nội địa Myanmar. Đồng nghĩa việc họ rời đi phần lớn chỉ ảnh hưởng tới dân thường. Tức là lệnh cấm vận của Mỹ chỉ có thể làm tổn hại người dân Myanmar chứ không động đến được hội đồng quân sự. Nhưng tổng thống Joe Biden cũng nói suốt về việc ông sẽ hợp tác với các đồng minh Mỹ để cùng nhau đạt được mục đích nên mỹ cũng có thể kêu gọi các đồng minh cùng áp đặt cấm vận lên myanmar những lệnh có thể tác động trực tiếp tới giới quân đội hơn nhưng điều đó không dễ sẽ khó khăn cho hoa kỳ để buộc các nhà đầu tư chính vào myanmar như nhật bản và singapore làm theo họ và tay chơi nước ngoài lớn nhất trong nền kinh tế myanmar là trung quốc sẽ rất mừng khi có cơ hội điều chỉnh lại mức độ tham gia của họ trong tình hình mới điều đó có thể sẽ làm giảm hiệu quả các lệnh trừng phạt của mỹ nói cách khác nếu mỹ là nước duy nhất áp đặt cấm vận sẽ chỉ giúp trung quốc thâu tóm nhiều quyền lực hơn ở myanmar biden có thể khiếu nại lên liên hợp quốc nhưng trung quốc có chân trong hội đồng bảo an liên hợp quốc có thể phủ quyết bất cứ nghị quyết nào và trung quốc mới vừa chặn một phát ngôn của hội đồng bảo an liên hợp quốc phê phán vụ đảo chính ở myanmar vậy là mỹ sẽ gặp khó với mọi nỗ lực yêu cầu liên hợp quốc áp đặt các lệnh cấm vận đa phương lên myanmar vậy căn bản chế độ trung quốc đang khiến chính quyền biden khó có thể tạo được tác động trực tiếp nào từ việc áp đặt cấm vận lên myanmar chế độ trung quốc cũng có thể phá đám các cách tiếp cận đa phương khác với vấn đề myanmar làm tổng thống thật khó thế nên tôi mới tranh cử cho chức lãnh tụ tối cao Vậy các bạn nghĩ sao về những thách thức mà Tổng thống Biden phải đối mặt khi giải quyết vấn đề Myanmar? Hãy để lại bình luận bên dưới. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.